Bài này người ta yêu cầu khi khóa K đóng thì mạch này hoạt động như thế nào, khi khóa K mở thì mạch này hoạt động như thế nào. Thì cái này tôi sẽ nói vắn tắt thôi. Bây giờ trong trường hợp khi K đóng, công tắc máy tất nhiên công tắc máy đóng, khi K đóng thì T1 này sẽ dẫn dòng kích đi như sau: giữa quy qua R1, qua cực E của T1, qua cực B của T1, rồi qua khóa K về mát. Sở dĩ có dòng điện đi giống vậy, tức là cái này chúng ta hiểu là cái cầu phân áp này ha, con T1 này muốn dẫn thì phải có chênh lệch điện áp tại cực B, tại cực E của T1 so với lại cực B của T1. Thì nhờ có cái cầu phân áp này thì điện áp tại điểm này, khi K đóng là sẽ là 0V. Và nhờ có cầu phân áp này thì tại điện áp tại chỗ này, tại điểm này, do có R2 này nó sẽ lớn hơn 0V. Nên là nó sẽ có nó sẽ có dòng kích đi từ cực E qua cực B của T1. Lưu ý là cái dòng điện đi qua cực E và cực B của T1 này nó sẽ mắc song song với điện trở R2, tức là vẫn có dòng điện đi qua R2. Nhưng mà khi chúng ta trình bày dòng kích á, thì dòng kích cho T1 thì chúng ta không đề cập tới cái dòng điện đi qua R2 này. Khi T1 này dẫn thì sẽ làm cho cực C và cực E của T1 thông với nhau, thì cái dòng kích, cái dòng mà lớn, dòng lớn của T1 đi dài dưới quy qua công tắc máy, qua R1, qua cực E của T1, qua cực C của T1, qua R3. Anh bên kia cũng soạn giáo án luôn. Qua R3 rồi chỗ này đi về mát, chỗ này có nối nè. Do chỗ này không có điện trở nên là điện áp tại cực B của T2 và cực E của T2 bằng nhau. Điện áp tại cực E của T2 là 0V. Điện áp tại cực B của T2 cũng là 0V. Nên là T2 bị đẳng thế âm giữa hai cực B và E của T2, thì nó làm cho T2 ngắt thì không có điện qua cuộn sơ cấp. Để mà làm cho T2 hoạt động bình thường thì chúng ta sẽ gắn thêm con điện trở R ở đây để cho nó tạo thành cái cầu phân áp, để cho nó cái điện áp tại cực B của T2 nó chênh lệch với cực E của T2. Thì chỗ này là sẽ nói lại cái đoạn lúc mà T1 dẫn ha. Giờ nói về đi, nói nhanh là khi khóa K đóng thì T1 dẫn dòng kích của T1 đi à, dưới quy qua công tắc máy, qua R1, qua cực E của T1, qua cực B của T1, qua khóa K về mát. Khi T1 dẫn thì sẽ có dòng lớn qua T1 là dưới quy qua công tắc máy, qua R1, qua cực E của T1, qua cực C của T1, qua R3, rồi qua R đi về mát. Thì cái dòng này cũng chính là cái dòng kích cho thằng T2. Thì dòng kích T2 đi về giữa quy qua công tắc máy, qua R1, qua cực E của T1, qua cực C của T1, qua R3, qua cực B của T1, qua cực E của T1 về mát. Lúc này T2 sẽ dẫn thì nó làm cho cực C và cực E của T1 nối nhau, thì sẽ có dòng lớn giữa quy qua RF, qua cuộn dây sơ cấp, qua cực C của T2, qua cực E của T2 về mát. Xong.